Iraq ký hợp đồng mua 18 chiếc phi cơ F-16 của Hoa Kỳ, tên từ Baghdad. Iraq đã ký hợp đồng thứ nhì, mua thêm 18 chiếc phi cơ chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ, là một phần trong chương trình mua 36 chiếc phi cơ phản lực chiến đấu cho không quân Iraq. Baghdad đã ký hợp đồng đầu tiên trong tháng 9 năm ngoái, mua 18 chiếc phi cơ phản lực với giá tiền 3 tỷ Mỹ Kim. Số phi cơ này sẽ giao cho Iraq vào tháng 9 năm 2014. Bộ trưởng Quốc phòng ông Sadun Dulyami cho biết đang thương lượng với Hoa Kỳ để mua hệ thống phòng không và trực thăng Apache. Hợp đồng mua 18 chiếc F-16 lần này cũng giống như hợp đồng trước đây về chi tiết kỹ thuật và tài chính. Số phi cơ mua sau sẽ được giao vào năm 2018. Iraq cũng đã ký hợp đồng mua vũ khí của Nga và tiệp khắc. Kể từ năm 2003, Iraq không có không quân riêng và Baghdad nói rằng mãi cho đến năm 2020 mới có khả năng bảo vệ không phận. Hiện nay, Iraq đang có 150 chiếc trực thăng do quân đội Hoa Kỳ trao lại. Chính phủ Maliki đã ký hợp đồng mua vũ khí của Nga trị giá 4.2 tỷ Mỹ Kim và sẽ mua của tiệp khắc 24 chiếc L-159. Chiếc phi cơ đầu tiên của tiệp khắc sẽ trao cho Iraq trong vòng 7 tháng sau khi ký hợp đồng.